7 Núi xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay hai chú cháu tiếp tục đi trải nghiệm nữa nha các bạn. Thì hôm nay mình đi thì có lợp ếch nè, với lại lứ với câu cấm nha các bạn. Thì lợp ếch với câu cấm với lứ thì nói chung là hiện tại bây giờ mình không có cái mồi gì hết, mình chỉ có đem dụng cụ săn bắt thôi. Thì mình ra ngoài đó mình sẽ tự đi kiếm cá, mình đặt lợp ếch rồi xong rồi mình kiếm cá sặc mình cắm câu. Giờ nhái bắt thì cũng hiếm nha các bạn, cho nên là mình cắm câu bằng mồi cá chạy. Thì mình cũng có đem theo mấy cái cần câu để mình có cá thì mình cũng câu luôn. Rồi giờ 7 Núi cũng xin mời cô chú anh chị các bạn cùng đi với hai chú cháu đi trải nghiệm nha. Đây mình đi tới chỗ trải nghiệm nha các bạn. Thì mình tối nay mình sẽ định cư ở đây trong cái khu vườn này. Giờ mình dọn đồ lên các bạn ơi. Lợp ếch. Cái này dụng cụ để mình đi săn bắt. Lợp ếch. Đây ruộng bên này lúa cắt rồi mà. Này, hai chú cháu vòng vòng kiếm chuột ha. Chuột không biết, chuột đào. Đây mình dọn chỗ này mình căng cái liều ở đây nha các bạn. Đây, chặt mấy cái này sạch ra được nè. Không ở trên nó cãi, ở dưới chủ yếu ở dưới đừng có dính cây cối là được, nằm đừng đau lưng là được. Đây mình dựng lều xong nha các bạn. Giờ mình đi kiếm đồ ăn ngoài. Tát cái dũng này mình kiếm cá mình đặt lợp ếch nha các bạn. Cá con nóc chừng kiếm mồi đặt lợp trên này nhóc cho lúc vô sặc. Vô bự nhóc chân của bạn này. Như nó đủ rồi mà. Như dư luôn. Hả? Dư luôn rồi, bể đập luôn. Không, gãi lên coi. Còn quá trời cá các bạn ơi. Rửa đi, đem lên rửa đi. Rửa đi, mình đi đặt lợp. Rửa đây luôn, ừ. Đâu, rửa. Còn con thao nữa kìa. Mình lượng mới một chút, mình lượng mới cá sặc để để mình tới mình cắp câu cá lóc. Còn cái đó mình vô lợp mình đặt là bớt. Đây cá nhiều, cá cạn. Đóng luôn, đặt đã luôn rồi. Đó, đã đóng cá luôn. Rồi để nó đi cho chút mình vô lọp mình đi đặt nha các bạn. Cháu ra đây bổ lưới kiếm cá mình chiều mình ăn các bạn ơi. Nãy mình đi đào chuột mà không có rồi. Không có thì chắc chút nữa mình đi đặt bẫy quá. Dân kiếm cá chiều ăn. Dân cái con kênh gần chỗ chạy mình luôn nha các bạn. Đây mình cái này mình nãy mình tác dụng nha các bạn. Giờ mình vô mồi mình đi đặt là bớt các bạn ơi. Đặt lợp ếch xong mình về cái mình thăm lưới có dính gì không mình kiếm đồ ăn chiều. Bẫy chuột này chút mình đi đặt bẫy ếch về xong rồi mình đặt bẫy chuột luôn. Để chuột mình ra ruộng rồi mình đặt. Nãy mình đi vòng vòng mình thấy quá trời đường mòn luôn các bạn ơi. Chuột nó chạy ra ngoài ruộng luôn. Chút mình lấy bẫy này mình đặt. Bẫy này mình đặt chuột cơm mình đặt bằng lúa nha các bạn. Theo mấy cái sòng bơm nha các bạn. Sòng bơm cạn cạn nè, cái nào cũng có ếch à. Bóng ha, đồ cho nó bóng ha, ngoài sáng kiếm ít già ha. Rồi, để hai chú cháu đi đặt đây rồi mai mình đi thăm mình quay tiếp cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Cuốn lưới các bạn ơi, cuốn lưới kiếm cá. Rồi, cô Phi, một em cô Phi, mà kéo mấy cái thấy có cô Phi thấy ngon lành đó. Phi, ở đằng kia cá dồn nó quá trời luôn, không chút lấy câu rồi đó câu. Có ngồi trong bờ em bị đem thủ theo mà Phi để đi mình cứ ruộng nó lên đi rồi mình về nhà mình vũ sao. Ôi ôi con cá dầu quá ý, im nghe hồi rồi mình dính nùi luôn rồi chết luôn rồi. Cá dầu gì ốm nhách trời queo luôn rồi. Vô nhóm vậy Rồi đằng đó đục nheo chân rồi. Phát hiện cái kênh này có cái dồ, chắc vài bữa qua đây thả câu mà chuối, nhưng mà có một cái hơi lục bình. Ôi rồi cái dồ ốm. Cái dồ nó thiếu ăn hay gì ấy mà. Có tạc không ơi? Tạc. Có tạc. Nặng nữa nè. Nặng nữa hả? Nặng dần cây hay chừng. Trời ơi, yên cá cái gì vậy? Cá linh quá. Cái linh gì bự dữ vậy? Ủa cái đó cái linh ống hả? Ủa trời. Ôi con cá linh các bạn. Ôi ơi cái linh ống bự. Ủa cái này nướng ăn đã nè. Ủa cái linh nó bự nè các bạn. Linh ống. Quá ngon, quá ngon. Cá này nó bự cỡ giống con cá cái đối nó kết. Ừ, tưởng đâu cái đối trong đây có cái đối có cá dừa. Cá cây. Ồ chà đâu quá dữ. Hồi đó giờ mới thấy cá đối cá linh đó hả? Cá linh hả? Linh ống hả? Dùng mình hiếm con này lắm á. Là có nhiều lắm giờ. Đi đâu vậy? Ba con rồi, có đồ ăn coi chiều rồi. Tình ngốp kìa. Tình ngốp luôn hả? Phải không? Ôi phi. Phi quá. Đấy, còn cái linh ống nữa các bạn ơi. Điểm nha. Có lý à. Đó, hai con cá này mà nướng một cái tới là mua về. Ồ bố có phi nữa kìa. Phi. Phi bự luôn. Không biết đã không phi. Phi. Rác. Đó rác. Bởi vì nặng dữ chì xuống dưới luôn kìa. Đây kìa, cá cây. Ồ có cái đồ. Ở dính con cái gì nữa kìa. Áo giả anh coi. Ôi ôi. Vô rồi, vô rồi. Cá linh hả? Linh ống nữa hả? Cái mày cái rảnh gì mà. Nguyên chùm luôn à. Hết biết đường gỡ luôn. Xé 11 lấy gì vậy? Nó nụi luôn rồi. Dính nhiều quá không biết được gỡ. Cá vô lần đó quá trời luôn rồi. Hay là đó câu. Ôi ơi. Vô rồi. Ủa, cá vô nhóm nhóm trời. Đó, thấy đó có được mấy cá linh đó là nướng ăn là tới bài luôn á. Nhìn tưởng giống cá biển quá ha. Phải cá mẹ giống cá linh vậy nè, à, cá mè linh ống bộn mà nghe nhiều các bạn ơi. Gột xé lưới gột gột á. Xé này rồi 11 không có văng nha. Lỡ tay, lỡ tay à, lỡ tay. Linh ống rồi hoài bữa nay có cá linh ăn rồi. Trôi xuống quá trời luôn. Ơi lú đuôi kìa. Cái vồ, cái vồ, cái vồ. Vồ nữa. Vồ nữa bạn ơi. Vồ nữa. Nắng chưa, săn chưa giờ quá vậy. Ngâm chết. rất màu muối. Đó, phi quá dính luôn, nguyên chùm dưới đó nữa kìa, dính dưới chùm nữa, đóng cá luôn, hàng đã luôn. Ôi ơi, ê con cá đối nữa kìa, ổ lộn cá linh ống, quên giống cá đối, nó cá đối hoài. Mấy con nó hơi về nướng nha. Hả? Ừ. Hả? Ừ, cá nó dính nó quấn vậy lắm. Quá cá luôn rồi, nhóc cá chừng. Linh ống nướng. Thành quả của mình chăn lưới nha các bạn. Cá dồ, cá linh ống, rô phi. Cái này mình để đây một tí, mình đi đặt mấy cái bẫy chuột này về xong rồi mình làm cơm ăn các bạn ơi. Mình chắc lấy mấy con cá này nướng, còn như mình bằng mình muối hết đó. Chết hết rồi. Đây bẫy theo đường mòn nha các bạn. Nó không dính đâu, còn trong đây nè, theo đường mòn á. Chét miếng sình lên cái. Cơm rồi anh ơi. Đốt lửa mình lấy than mình nướng cá nha các bạn. Đây, cá đây. 6 con, hai chú cháu ăn cá linh này, cá linh nóng nha các bạn. Cá linh nóng mình ăn lưới chiều này. Ngon không? Rồi lấy mình đốt lấy than mình nướng cá mình ăn thôi các bạn. anh cháu ăn cá nướng thôi. Cá nướng chấm mắm mặn, mắm ớt, mớt. Rồi, 7 Núi cũng mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cá nướng với hai chú cháu nha. Cá linh ống quá đã. Buổi tối làm được nhiều đây rồi em ơi. Chiều giờ mình lo đi làm mình chưa ăn uống gì không bạn ơi. Ăn cá. Cúng đi. Ngon quá. Cá miếng lòng nó thấy không? Cái clip của mình đi săn bắt xa nhà trải nghiệm đến là mình cũng xin kết thúc phần 1 ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong phần 2 ngày mai. Giờ hai chú cháu vừa nhân lưới được mấy con cá rồi, mấy con cá kia mình muối hết rồi các bạn ơi. Mình lấy mấy cái linh ống rồi mình nướng mình ăn. Rồi tối chút nữa mình đi thăm bãi chuột với câu cá lóc có nữa thì mình về ăn tiếp. Rồi giờ 7 Núi cũng xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn nha. Chào các bạn.